Em chào toàn thể cô chú, anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay thì hàng nhà em đợi cái lô kia về hơi muộn nên bây giờ em mới có thể soạn hàng ra quay cho các bác. Hôm nay là phiên ngày 27 tháng 7 năm 2018. Thì hôm nay nhà em cập bến những mặt hàng sau. Sau đây thì em xin quay qua và báo giá các mặt hàng hôm nay nhà em có nhé. Trước tiên là Long Tu Sơn ạ. Long Tu Sơn đây, hàng về hôm nay có những cái dề rất là đẹp luôn. Đây em đang để giải ra để hong khô cho các bác nhá. Nên là nó đang xa. Em đang chảy nhiều ra 250.000 một cân nha các bác nhá. Hong khô thì em mới bắt đầu em đóng hàng cho các bác ạ. Long Tu Sơn. Tiếp theo là hôm nay về Hoàng Lạp ạ. Hoàng Lạp hôm nay về rất là nhiều luôn. Nên những bác nào hôm trước đặt hàng mà Hoàng Lạp nhà em thì hết đấy, hết hàng ấy, thì hôm nay em sẽ trả đơn các bác nhá. Hoàng Lạp hôm nay em về 20 cân cơ ạ. Em bán với giá là 150.000 một cân nhá. Đây hôm nay cũng có những cái dề rất là xanh như này. Cũng có cái thì nó bé xíu như này thôi, nhỏ nhỏ như này thôi. Thì em sẽ nhặt cho các bác, cân đối cho các bác 150.000 một cân Hoàng Lạp. Hoa màu vàng rất là đẹp ạ. Tiếp theo là vẩy rồng. Vẩy rồng hôm nay về cây to, vẫn to, rất là to như các bác nhá. Đây, dề đây ạ. Còn những cái cũng có cái hàng rời nhỏ nhỏ như này thôi. Đây, cũng có rời như này thôi thì em sẽ cân đối nhặt cho các bác. Đây, cái quả này thì ốp vào cây thì quá thích rồi ạ. Vẩy rồng hôm nay lá cây rất là xanh tươi và vẫn rất là to. Hôm trước thì có 1,5 cân thì nhiều bác đặt quá nhưng mà hết hàng rồi. Hôm nay em về gần 20 cân cả. Thì em xin bán với giá là hôm nay thì bán hữu nghị hơn nhá. Hôm nay nhà em nhiều hàng với cả quay muộn con thì hôm nay em bán giá hữu nghị để đóng hàng cho các bác nhá. 160.000 một cân vẩy rồng ạ. Rất là xanh tươi và đẹp đấy ạ. Tiếp theo là kiều vàng ạ. Kiều vàng em bán 150.000 nhá. Đây, cây vẫn rất là xanh đây ạ. 150.000 một cân kiều vàng ạ. Các bác ơi, hôm qua đã hứa là hôm nay em về cái lô báo hỉ và hàng nguyên bản. Nhưng tuy nhiên bị trễ xe nên hôm nay lá nó bị thế này đấy. Nó vàng thế này đấy ạ. Nhìn cây rất là đẹp như thế này mà lá lại vàng, buồn ơi là buồn. Báo hỉ thì em bán với giá 150.000 thì hôm nay là cây nó lá nó xuống lá thế này nhá. Thì em sẽ bán hữu nghị cho các bác phiên ngày hôm nay ạ. Em sẽ bán là 100.000 một cân nhá các bác nhá. Em về 40 cân báo hỉ rất là đẹp mà hôm qua trễ hàng mà hôm nay về nó đã xuống lá màu vàng như thế này rồi. Nhưng mà không sao các bác ơi, mùa đông thì cây còn xuống lá rồi với ra hoa cơ. Những cái củ thân tơ của nó này rất là đẹp luôn. Rất là mập, thân rất là mập. Hôm nay thì em xin giảm giá cho các bác là 100.000 một cân nhá. Em rất là buồn cái lô này về hàng nó xuống lá nên là nhìn nó không được đẹp mã cho lắm. Nhưng mà củ giả hành, cái thân tơ của nó này rất là mập luôn. 100.000 một cân. Bác nào đặt báo hỉ thì báo em nhé. Về một ít trúc Phật Bà, em vẫn bán với giá là 500.000 một cân nha các bác nhé. 500.000 một cân trúc Phật Bà. Cân đối cả cây to và cây nhỏ cho các bác. Tuy nhiên thì cái lô này nó bé xíu quá, nó nhỏ quá. Thì em xin bán là hàng giống là 450.000. Đây, kể cả cây bé xíu cũng đã lên những cái mầm như này rất là đẹp luôn đấy ạ. 450.000 một cân hàng giống nhá. Còn 500.000 hàng này đây. Về tầm khoảng 3 cân ý thảo 3 màu, em bán là 280.000 một cân nhá. Ý thảo ạ. Lô kiểu dẹt hôm qua em bán thì đã hết rồi. Bây giờ chỉ còn một ít hàng sâu xấu thôi. Thì chắc là em ghép lên vườn thôi ạ. Không thì bác nào lấy thì em sẽ bán với giá hữu nghị nhá. Thì báo em. Đây là hỏa hoàng cam ạ. Hỏa hoàng cam em bán theo cây nhá, 10.000 đồng một cây các bác nhá. À, ui, nó đâm vào tay. Đây ạ. Cây rất là to, 10.000 đồng một cây. Hoa màu vàng nha các bác nhá. Đây hoa màu trùng trùng hoàng vàng ấy ạ. Đã ra hoa bây giờ nó quả đây. Cây nào nhỏ quá thì có thể là em sẽ cho các bác. Đây ví dụ cái cây nào nhỏ quá như cái này thì em sẽ cho các bác đây. 10.000 đồng một cây.
Còn cái chỗ trồn giống này, em cân còn gần 7 nạng thì em bán nốt là 150.000. Trồn giống, toàn những cây lá xếp ạ. Cây nó lá nhỏ xíu, 150 nốt nhá. Hoàng thảo môi tua giống, hôm qua em nhặt cho các bác rồi, giờ còn một ít thôi. Rồi bán nốt là 100.000 một cân. Đây tam bảo sắc giống cũng còn một ít đây. Bác nào lấy thì alo em. Như hôm qua đã hứa thì hôm nay về cái lô hàng nguyên bản ạ. Nhưng mà các bác ơi, những cái cây hàng nguyên bản thì nhà em về hôm nay có cả quế tím, rồi cẩm báo, rồi hỏa hoàng cam. Những cái cây này thì vẫn rất là đẹp luôn đấy ạ. Nhưng tuy nhiên đến báo hỉ thì nó lại xuống lá như lúc nãy cái lô này em nhận đấy. Thì hôm nay rất là buồn. Nhìn cái lô này rõ ràng là rất là đẹp nhưng mà nó vàng lá hết rồi. Thì em quay qua cho các bác xem nhá. Các bác đừng cười em vì cái lô này là chắc chắn là em chịu lỗ rồi. Chỉ vì trễ xe mà nó thành như thế này đấy ạ. Đây, thì cái này em quay qua trước cái giò này là có cả hai cây chồn lá xếp rất là dài. Và hai cây tam bảo sắc. Cái này em bán 200.000 cái giò này nhá, giò nguyên bản đấy ạ. Còn mấy cây quế tím này, thôi hôm nay em bán đồng giá là 70.000 một khúc này, 100.000 một khúc, 150 một khúc, 200 một khúc. Những cái cây nào nhỏ quá thì em sẽ bán là 200 ba khúc nhá. Ví dụ như ba cái khúc nhỏ nhỏ như này, em sẽ bán là 200.000 ba khúc. Đều là hàng nguyên bản hết ạ. Nhiều bác rất là thích hàng nguyên bản luôn. Ôi báo hỉ nhà em nó bị trễ xe mà nó vàng hết rồi. Đây cái giò cẩm báo nguyên bản đấy ạ. Giò này bao gồm có 1, 2, 3, 4 cây ạ. Nó là hai cái khúc gỗ nguyên bản nha các bác nhá. Vì nó dính liền với nhau nên em không tách được. Đây cẩm báo lá rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái này em cũng chưa treo được. Đây nó lại lên một cái kỳ con đây. Giò này em bán 800.000 nhá. 800.000 cái giò này. Em cũng không nhấc lên được cho các bác xem. Còn đây là cái lô báo hỉ nhà em. Nhìn có khác gì là lá mùa thu rụng không ạ? Nhìn cái lô này buồn luôn. Có những cây mà lên thân to như thế này đây. Chắc phải đến hai đốt ngón tay của em đấy ạ. Mà nó lá nó vàng hết rồi các bạn. Đây là hôm nay em nhận cái lô này em buồn quá. Rõ ràng là cây lên rất là đẹp nhưng mà trễ xe một hôm qua thôi mà để trong thùng nó đã thành như thế này rồi. Hôm nay em bán đồng giá nhá, 70.000 một khúc, 100.000 một khúc, 150 một khúc, khúc to là 200 một khúc nhá. Nên các bác lấy loại nào thì báo em. Đây, báo hỉ rất là đẹp nhá, ra hoa Tết ạ. Các bác ơi không sao đâu, chỉ là cái lá của nó xuống thôi, còn cái thân vẫn rất là tươi, vẫn rất là khỏe đấy ạ. Cái khúc nào nhỏ quá thì em bán là 200.000 ba khúc nhá, như kia thôi. Lô này em bán xong lô này thì lần sau em nhập thì em sẽ bảo nhà xe là chuyển cho em về cẩn thận, chứ còn chuyển như thế này thì lô này em lỗ vốn rồi. Cây rất là đẹp như thế này mà lại đây lên thân tơ đẹp như thế này và cuối cùng thì vàng hết cả lá rồi. Thôi dù sao thì mùa đông nó cũng rụng lá rồi, nó mới ra hoa các bác ạ. nhìn cái lô này mà cứ như kiểu lá mùa thu rụng ấy. Chán quá. Đây anh này anh đang nhặt đấy ạ. Cây rõ đẹp, phần rõ đẹp như thế này mà về đến đây thì nó lại thành ấy. Phí quá. Hôm sau thì em sẽ báo cho nhà xe gửi cho Trần. Đây, củ rất là to rồi. Đẹp thế này mà cuối cùng thì bị hỏng. Đây còn một lô trứng bướm ạ. Các bác ơi, lô trứng bướm hôm nay thì cây nó nhỏ thôi nhá. Cũng có 4 cặp lá, cũng có 3 cặp lá, nhưng cây nó nhỏ xíu à. Nên là em không đếm cây nữa. Đây, cũng có cây 4 cặp lá như thế này đây. Em chỉ đếm sơ qua trong đây là cũng gần đến 130 cây rồi. Còn 130 cây. Thôi em bán lô này thì em không lấy lãi đâu, 700.000. Bác nào lấy thì ôm cả lô này luôn. Không thì em để em ghép lên lũa cũng được. Chứ bán lẻ cho các bác từng cây, rất nhiều đơn đặt trứng bướm nhưng mà gửi cho các bác lẻ thì cũng không bỏ đâu các bác. Bác nào lấy cả lô này tiền cước lên một tí nữa thì về trồng lên lũa thì rất là đẹp. 700.000 cái lô này nhá.
Em không đếm cây nữa. Đây. Còn một ít sóc ạ. Sóc này em bán 120.000 nhá. Sóc. Sóc lá xếp luôn. Sóc giống. Còn đây là quế nhá. À đây là quế tím ạ. Quế tím lá xếp rất là đẹp luôn. Hàng rừng Buôn Đôn nhá các bác nhá. 180.000 một cân quế tím ạ. Cây rất là to, đẹp. Có những cây thì cũng nhỏ như này. Cây giống nhỏ như này. Còn cây to xếp mới đây, 180.000 cân. Em sẽ nhặt cân đối cho các bác. Đùi gà hôm qua em bán là 240. Hôm nay thì cái hàng hôm qua hàng đẹp em đã nhiều thân tơ, đã nhặt cho các bác hết rồi nhá. Hôm nay thì hàng cũng còn nhiều thân tơ nhưng nó cũng nhiều thân già hơn hôm qua. Thì em bán cái này là 220. Nốt 220 như các bác nhá, đùi gà. Đây hôm nay em về ít lọng xòe đây ạ. Có 5 cân lọng xòe thôi. Thì cái hàng này rất là mới luôn. Ở đây thì không có điện thoại thì em cho các bác xem mặt hoa. Hoa lọng xòe thì rất là bền nha các bác nhá. 200.000 một cân. Không thì bác nào lên Google thì search là lọng xòe đấy. Cái hoa của nó xòe ra rất là đẹp. 200.000 một cân nha các bác nhá. Em chỉ có 5 cân lọng xòe thôi. Mua để về như kiểu hàng sưu tầm đấy. Trên đây là tất cả những mặt hàng hôm nay nhà em có. Thì bác nào đặt hàng với em thì alo cho em qua số điện thoại 0169399898895. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương ạ. Hôm nay lô báo hỉ thì em sẽ bán giá khuyến mại cho các bác nhé. Nên bác nào là đặt giá hôm nay, đặt hàng hôm nay thì em sẽ bán giá 100.000 một cân thôi. Đây, hàng rất là đẹp mà cuối cùng thì bị xuống lá. Vâng. Giả hành rất là to luôn. Đây thân đẹp như thế này mà cuối cùng bị lá vàng đây này. Bình thường em bán 150. Thôi em xin kết thúc clip tại đây. Và nhận đơn hàng của các bác nhé. Hôm nay em quay clip hơi muộn. Tại vì hàng về em lại còn phải sắp xếp. Nên là thôi bác nào đặt hàng em thì em xin nhận đơn các bác từ bây giờ nhé. Em xin chào tất cả các bác.